Thưa quý vị, đâu đó trong cuộc sống, chúng ta vẫn bắt gặp những hành động đẹp, những anh hùng không mặc áo choàng sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp. Mới đây tại Bình Dương, một tài xế khi chứng kiến vụ cướp giật đã không ngần ngại đánh lái, quật ngã tội phạm. Ngày 29 tháng 7, đại tá Phạm Quốc Dũng, phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã trao khen thưởng đột xuất cho chị Lữ Thị Nhung sinh năm 1978, ngụ tại Đồng Nai và ông Trần Quốc Kết sinh năm 1989, quê Bạc Liêu vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo đó, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 19 tháng 7, chị Nhung lái xe máy từ thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đến thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương để gặp khách hàng. Khi đi đến trước khu đất trống trên đường C1 thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An thì chị Nhung dừng xe lại lấy điện thoại di động ra xem vị trí. Lúc này đối tượng Dương Mạnh Đạt, sinh năm 2004, quê Thanh Hóa, áp sát giật lấy điện thoại của chị Nhung. Bị cướp giật điện thoại bất ngờ, chị Nhung liền phản ứng nhanh, chụp được đuôi xe của đối tượng Đạt kéo lại và chi hô cướp. Đạt điều khiển xe máy kéo lê theo chị Nhung được khoảng 50 mét, đến đoạn đường thuộc khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì gặp anh Trần Quốc Kết đang điều khiển xe ô tô chạy cùng chiều trên đường. Nghe tiếng chi hô của chị Nhung, anh kết điều khiển xe tải vượt lên trước đầu xe của đối tượng rồi xuống xe lao ra quật ngã đặt xuống đường và cùng người dân hỗ trợ bắt giữ đối tượng giao công an xử lý